the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục với chuyên đề AutoCAD và làm như thế nào. Thì có một cái lỗi mà hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn, đó là nhiều khi mà chúng ta mở bản vẽ AutoCAD lên mà gặp cái trường hợp là cái bản vẽ chúng ta thì tất cả những cái phần mà bạn ghi chữ text nhá, tất cả những các bạn ghi bằng cái lệnh text viết ra ấy, thì chả hiểu sao thì trong một ngày đẹp trời thì mở ra hoặc là các bạn lại nhận được một bản vẽ của ai đó mà người ta gửi cho thì tất cả các phần text lại hiển thị dưới dạng ô vuông như này, dưới dạng hình chữ nhật như này, được chưa? Tức là nó chỉ hiển thị ở dưới dạng đường bao thôi. Còn cái nội dung text thì gần như chúng ta thấy nó bị ẩn đi, không bị đọc được nữa. Thì cái đây nó không phải là lỗi đâu. Nhưng mà chúng ta cũng coi là lỗi đi, tại vì chúng ta không có đọc được cái nội dung của text mà. Thì đây chẳng qua là một cái cách chúng ta đã dùng một cái biến nha. Nếu như ai đó mà đã từng sử dụng cái bản vẽ này rồi thì người ta đã sử dụng một cái biến để người ta có thể ẩn cái phần nội dung text đi. Bởi vì nếu bạn biết là text nó là một cái đối tượng nó khá là nặng. Nếu như trong một bản vẽ, đặc biệt là những cái bản vẽ quy hoạch ấy, thì có rất nhiều text và hack, thì người ta có cái xu hướng là nếu như mà chúng ta không có hiệu chỉnh đến text thì chúng ta tạm thời sẽ ẩn nó đi bằng một cái biến để cho nó hiển thị ở dưới dạng đơn giản như thế này. Thì hiển thị như này đơn giản thì nó sẽ nhẹ rất nhiều, hoặc là hack cũng như vậy. Thì trong trường này người ta đã là tạm thời ẩn phần text đi nhé. Ẩn thì không phải ẩn hoàn toàn mà nó chỉ ẩn đi để người ta biết là chỗ này nó có cái đường bo, là vẫn biết là vị trí của text nó nằm ở vị trí này đấy. Thì khi load thì nó sẽ nhẹ rất là nhiều. Thì nếu như chúng ta muốn hiển thị lại thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp như thế nào, cách ra sao, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ gõ lệnh ngay sau đây cho mình. Các bạn gõ trên bàn phím là lệnh qtext. Đó. Thì tại đây không, các bạn gõ lệnh qtext xong và ấn phím space thì nó sẽ hiển thị hai chế độ, khi là chế độ on và off thôi, công tắc on và công tắc off. Khi on tức là các bạn đang bật cái chế độ là giảm nhẹ dung lượng của text, ẩn text đi. Còn khi off là bạn sẽ tắt chế độ này. Các bạn bây giờ các bạn bật cái chế độ này, off, chọn off này. Sau khi chọn off rồi thì các bạn phải làm mới cái bản vẽ này lại bằng lệnh re. Đó, thì bây giờ thì text nó đã được hiển thị lại. Nhưng tuy nhiên cách này thì chúng ta sẽ có thể gây một chút nặng bản vẽ nhé, trong quá trình chúng ta thao tác. Nếu như những bản vẽ mà quá lớn thì chúng ta nên, nếu như không có hiệu chỉnh gì về text mà chúng ta kiểu hiệu chỉnh về những cái phần lô đất ở đây hoặc là hiệu chỉnh headline thì cái phần text chúng ta chưa được sử dụng đến, chúng ta các bạn nên off đi bằng cái lệnh vừa rồi, đúng chưa? Đó. Thì đây là nguyên nhân và như là cách xử lý cái trường hợp mà text nó bị biến thành cái ô vuông, cái ô chữ nhật. Chúc các bạn thành công. Ở bên này thì đây là Facebook của mình là Thuận Quang, và trang YouTube của mình. Các bạn này vui lòng like cái kênh YouTube của mình nhé. Đây, các bạn nhớ vào đăng ký kênh của mình. Nếu như bạn nào chưa theo dõi thì hãy bấm vào theo dõi giúp mình nha. Ok, ở trong này rất nhiều cái video thủ thuật về AutoCAD hay ho khác mà các bạn có thể quan tâm và sau này các bạn cần dùng đến. Ok, xin chào các bạn.